Thưa quý vị, Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện văn hóa công sở và quy tắc ứng xử văn minh du lịch tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai phát động các chiến dịch ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch tại các khu điểm du lịch trọng điểm dưới nhiều hình thức khác nhau, đồng thời lồng ghép các nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào các chương trình đào tạo dạy nghề.